Khu gió miền Tây đã quay trở lại rồi bà con ơi, và điểm đến lần này của anh em khu gió miền Tây tụi mình là tỉnh Đắk Lắk, vùng đất nổi tiếng với sản lượng cà phê số 1 Việt Nam, và đây cũng là trang trại thành viên của khu gió miền Tây tại Đắk Lắk với quy mô lớn nhất tỉnh. Kể từ nay thì bà con ở Đắk Lắk và các tỉnh Tây Nguyên có thể ghé và thăm trang trại ở Đắk Lắk để có thể tìm hiểu về mô hình này nha. Và vị khách đặc biệt của khu gió miền Tây ngày hôm nay đó là anh Vĩ đến từ Đắk Lắk. Như anh tìm hiểu thì mô hình nuôi hươu có rất nhiều tiềm năng và ưu điểm là hươu ăn rất ít, không có sức đề kháng cao, tốn chi phí nuôi và ăn tạp gần các loại cỏ, đặc biệt không ăn thức ăn công nghiệp nên tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Đó cũng là lý do vì sao mà anh Phỉ đã quyết định đưa mô hình chăn nuôi hươu sao này về cho quê hương mình. Và Đắk Lắk cũng là một tỉnh thuộc Nam Trung Bộ với khí hậu mát mẻ quanh năm, những cỏ xanh tốt dồi dào, rất thích hợp với mô hình chăn nuôi hươu sao. Ở Đắk Lắk thì chúng ta nghĩ ngay đến những cánh đồng cà phê Bạt Ngàn, đã bông trắng muốt, những thác nước thơ mộng với dòng nước trong xanh mát lạnh, và lượng khách du lịch hàng năm đổ về rất đông, nên mô hình chăn nuôi hươu sao có thể phát triển từ những cái sản phẩm từ lợn nhung. Đây là hôm mà anh Vĩ ghé thăm trang trại khu giống miền Tây mình tại Tiền Giang để tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, kỹ thuật siêu chuồng và lựa chọn con giống trực tiếp. Thì sau một thời gian xây dựng và hoàn chỉnh trang trại thì hôm nay anh em khu giống miền Tây tụi mình đã có chuyến chuyển giao khu giống về Đắk Lắk cho anh Vĩ. Chuồng trại của anh được xây dựng hoàn toàn mới, rất đẹp và hoành tráng. Lần lượt từng chú hươu sẽ được tháo vào chuồng một cách an toàn. Anh em tụi mình cũng rất là vui, bên mình cũng chuyển giao các giấy tờ nguồn gốc xuất xứ và sẽ hỗ trợ kỹ thuật chăn nuôi 24/7 cho anh Vĩ trong suốt quá trình chăn nuôi, và đặc biệt là tụi mình sẽ ký hợp đồng bảo tiêu đầu ra sản phẩm cho anh Vĩ. Ở phía miền Tây xin chúc bà con thành công với mô hình chăn nuôi sao. Các phần đăng tải mô hình này, bà con nào muốn tham quan học hỏi về mô hình chăn nuôi sao này thì có thể đến trang trại của anh Vĩ ở Đắk Lắk và trang trại của khu giống miền Tây tại Tiền Giang để tìm hiểu nha.